chào quý các bạn, mình là Bảo Duy. Còn đây, đứng bên cạnh mình, CB500X, một mẫu xe mang cái phong cách đường trường, đường phố pha lẫn với nhau. Và có cái kiểu dáng bên ngoài khá là hợp với cả những ai có cái thích cái phong cách adventure, phong cách trải nghiệm. Đó, đây, chính CB500X. Với những cái đường nét thiết kế ở bên ngoài, các bạn có thể thấy nó đã có cái sự nâng cấp tinh tế hơn so với cả cái thế hệ CB500X 2018. CB500X 2018 là một mẫu xe mà Duy đánh giá khá cao, bởi nó có khá nhiều những cái yếu tố làm nổi bật lên cái vị thế của một mẫu xe có thể sử dụng đi ở trong đường phố đơn thuần hàng ngày, hay là trên những cung đường trường, những cung đường tour với tất cả anh em trong hội, trong nhóm, hoặc ngay cả trên những đoạn đường xấu. Còn CB500X 2019 thì sao ạ? Nó cũng sở hữu tất cả những cái tính năng ưu việt, những cái điểm cộng của CB500X 2018. Ngoài ra, nó còn được nâng cấp để hỗ trợ cho các bạn đi trải nghiệm ở trên những cung đường gập ghềnh, những cung đường khó. Nó còn tuyệt hơn cả CB500X 2018 nữa. Vậy, chiếc xe này được trang bị, được nâng cấp, được cải thiện những cái gì? Thì ngay bây giờ mời quý các bạn cùng Bảo Duy đi khám phá một vòng xem. Những cái điểm đầu tiên mà Duy muốn nhắc tới nằm chính ở phần đầu xe của chiếc CB500X này. Những cái điểm này là những cái yếu tố tiên quyết đã giúp cho CB500X 2019 có được một cái diện mạo mới, nó hấp dẫn hơn thế hệ cũ. Duy sẽ phải kể tới ngay, đó chính là bộ vành 19 inch phía trước, còn bộ vành phía sau thì vẫn là được trang bị 17 inch thôi. Cái bộ vành này mặc dù là không được trang bị cái kiểu dạng vành căm, nhưng mà thật sự là những cái nan chữ Y ở trên cái bộ vành 19 inch của chiếc CB500X 2019 này cho chúng ta những cái trải nghiệm chắc chắn là rất là tốt. Tiếp theo chúng ta sẽ phải kể đến là bộ phục trước. Bộ phục trước mặc dù chưa được trang bị upside down, nhưng cái bộ phục ống lồng này đã được tinh chỉnh lại so với cả thế hệ 2018. Đối với cả chúng ta thì 1cm không phải là con số lớn, nhưng mà đối với cả một bộ phuộc ở trên những cái mẫu xe mang cái thiên hướng adventure như thế này, một cái bộ phuộc chỉ có khoảng hành trình thì khoảng mười mấy cm mà thôi, nên là cái việc mà tăng thêm 1cm rất là đáng quý. Bộ phuộc được tăng thêm, bộ vành được nâng lên 19 inch, chắc chắn là chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm tốt khi mà chúng ta cầm lái chiếc CB500X 2019. Ở phần đầu xe chắc chắn chúng ta sẽ cũng vẫn phải kể đến, đó chính là bộ phanh đĩa phía trước và phía sau đi kèm cái công nghệ phanh ABS. Cùm phanh như là cùm phanh hiệu Nissin và hai con heo dầu. Riêng cái phần phanh đĩa trước này thì được trang bị cái dạng đĩa lòng sống mới có cái tên là full floating. Khi mà chúng ta phanh, đĩa phanh đạt được cái nhiệt độ cao thì sẽ chống bị biến dạng, giúp chúng ta an tâm hơn. Và các bạn có thể thấy rằng là ở phần về chắn bùn phía trước ở đây cũng được làm tinh hơn, với cái thiết kế là có những cái nếp gấp nó mạnh bạo, nó giúp cho cái phần đầu xe này nó có thêm một cái sự khỏe khoắn. Còn ở ngay cái phần đầu xe dưới đèn pha thì chúng ta đã mất đi một cái phần mỏ vịt dài, thay vào đó là một cái phần mỏ vịt nó ngắn hơn. Nhìn cái đầu xe thì có thể là ban đầu chúng ta sẽ chưa quen mắt, nhưng mà nhìn lâu nhìn kỹ thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó hợp và nó rất ăn khớp với cả cái phần chắn bùn phía trước ở đây. Đó. Còn đèn pha, đèn xi nhan thì là tất cả được trang bị công nghệ LED rồi. Đèn pha được chia làm hai tầng là pha cốt. Đây, Duy có thể bật lên cho các bạn xem. Đó, đây là cốt. Còn đây chúng ta sẽ có là pha. Về cái hệ thống đèn của CB500X này thì Duy có một cái chia sẻ nho nhỏ là khi mà chúng ta đi trời tối trong đường phố thì cái lượng ánh sáng, thông lượng ánh sáng mà đèn đưa ra chúng ta hoàn toàn đủ để chúng ta sử dụng. Nhưng mà nếu như chúng ta tham gia vào các buổi tour, và đặc biệt là một mẫu xe adventure như thế này, chúng ta sẽ di chuyển đôi khi là cả trong những cung đường ngoằn ngoèo đồi núi, gần như là chúng ta sẽ không có cái sự hỗ trợ của đèn đường, thì chắc chắn là các bạn cũng sẽ phải bổ sung thêm cho mình một cặp đèn ở hai bên để giúp chúng ta tăng thêm cái khả năng quan sát cũng như là cái việc an toàn hơn. Đó. Và bây giờ thì các bạn có thể thấy rằng là cái kính chắn gió phía trước đây, riêng cái cần kính chắn gió này thì Duy muốn dành một lời khen dành cho Honda đã trang bị cho chiếc CB500X 2019. Chúng ta có một cái phần kính chắn gió cao hơn so với cả thế hệ trước, giúp cản bớt cái lực gió tác động vào người điều khiển. Và cái phần kính chắn gió này chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh được cao thêm một chút nữa. Tiến sang cái phần hông xe, như các bạn có thể thấy là
ở ngay cái phần về trước dưới ghi đông của chiếc CB500X này, chúng ta đã có những cái đường cắt xẻ mạnh bạo hơn khá nhiều so với cả thế hệ trước đây, và chúng ta còn có thêm cả những cái đường lấy gió để làm tăng cái tính khiêu học, tăng cái sự ổn định của chiếc xe này khi chúng ta đi ở những cái tốc độ cao hơn. Một cái chiếc xe cao như này thì chắc chắn chúng ta sẽ cần nhiều cái đường khí động học để ép cái chiếc xe xuống đường hơn, tạo chúng ta được cái cảm giác nó chắc chắn, nó yên tâm khi chúng ta vận hành những cái tốc độ cao, phải không ạ? Và cái khối động cơ của xe vẫn là cái khối động cơ 471cc, sản sinh công suất là 47 mã lực tại 8.600 vòng trên phút, và cái mô men xoắn là 43 Nm tại 6.500 vòng. Đã có cái sự nhỉnh hơn so với cả cái thông số động cơ trước đây của chiếc CB500X 2018. Và cụ thể là được thay đổi, được tinh chỉnh như thế nào thì Duy sẽ cùng chia sẻ với quý vị và các bạn ở tiếp theo trong phần trải nghiệm mẫu xe này khi mà chúng ta vận hành. Còn bình xăng của xe thì là bình xăng được trang bị là 17,5 lít. Vì cái phần bánh trước được nâng lên là 19 inch, vậy cho nên là cái chiều cao của xe cũng được thay đổi một chút, đặc biệt là phần yên và phần gầm. Phần yên xe thì đã được nâng lên thành 830mm, khoảng sáng gầm là 180. Đó, đây Duy sẽ ngồi lên. Duy thì Duy cũng không khoe chiều cao đâu, bởi vì thật ra là một người cao 1m75 như Duy thì ở mình bây giờ các bạn trẻ cao lắm. Đây, 1m75 thì Duy có thể chống được khoảng nửa bàn chân. Các bạn có thể thấy ở đây. Honda đã khá là khéo léo khi mà thiết kế cái phần yên xe này được cắt vát và ôm sát vào nữa cái phần hông xe ở đây, giúp cho chúng ta không bị bè ngang hai bên, nó vướng vào phần đùi. Phần phía sau thì chúng ta sẽ có cái bộ ống xả đôi ở đây, đương nhiên rồi. Máy hai xi lanh này Duy sẽ khởi động lên. Mặc dù là cái thiết kế ống xả chưa được thực sự hấp dẫn đâu, nhưng mà cái thiết kế ống xả thì Duy đánh giá cao. Tiếng máy đẩy ra cái phần ống xả thoát hơi thì chúng ta có thể thấy rằng là mặc dù đang để bầu, đang để nòng, nhưng mà cái tiếng ống xả này khá đanh, phải không ạ? Duy có chia sẻ một chút là trước đây ở trên cái thế hệ tiền nhiệm thì chiếc CB500X này được trang bị cái bộ lốp khá là bình thường. Thế cho nên là cho chúng ta những cái trải nghiệm ở trong những cung đường xấu, những cung đường dài, đường bùn lầy một chút ấy, thì nó vẫn còn cái hiện tượng lốp không được bám và quay trơn. Nhưng mà ở trên cái thế hệ mới này thì Duy đánh giá cao cái bộ lốp này. Nó là lốp đa địa hình. Mặc dù là những cung đường khó, bùn lầy nhiều thì chúng ta sẽ không thể nào mà sử dụng cái lốp này để đi mượt mà được. Bởi vì khi mà bùn nó bám vào rãnh thì chắc chắn chúng ta sẽ bị quay trơn thôi. Với cái bộ lốp này chắc chắn chúng ta sẽ đi những cái đường trơn nó vừa phải, cái địa hình nó đủ dùng. Rồi, phược sau monosốc cũng được tăng thêm cái hành trình là 3cm đấy ạ. Nói chung là những cái trang bị được cải tiến ở trên cái chiếc CB500X 2019 này, Duy muốn dành một lời khen là những chiếc xe này, mọi cái bước cải tiến đều rất là hấp dẫn và luôn luôn phù hợp với cả những người mới chơi mô tô phân khối lớn và những người mới bắt đầu trang bị cho mình một mẫu xe để đi những cái tour đường dài. Tay sách phía sau bằng hợp kim chắc chắn. Đặc biệt có một cái điểm nữa mà Duy muốn chia sẻ ở cái phần yên này, đó chính là cái phần yên sau. Phần yên sau này nếu như các bạn đi tour có trang bị cả thùng hai bên chăng nữa thì người ngồi sau các bạn cứ yên tâm rằng là sẽ vẫn có một cái khoảng ngồi rất là ổn, và cái phần yên sau nó không bị quá dốc. Bề mặt yên cũng được làm nhám rất là nhiều, không như là chiếc CBR650R. Cái phần yên được làm quá là bề mặt nó hơi trơn, nó hơi nhẵn. Thế cho nên là ngồi đôi khi nó bị dốc, tuột người phía trước. Bây giờ thì chúng ta sẽ có cả mặt đồng hồ LCD nữa, phải không ạ? Với cái mặt đồng hồ LCD này thì mặc dù là âm bản thôi, nhưng mà những cái con số được thiết kế này, cái phần design cũng như là cái phần đèn nền đều rất là ổn khi mà chúng ta tham dự vào các cái điều kiện ánh sáng khác nhau. Phần báo số này, báo tua máy này, lượng tiêu thụ nhiên liệu này, rồi là cả cái mức tiêu thụ nhiên liệu và là cả nhiên liệu còn lại trong bình này, km/h là nhiệt độ này, đó, giờ. Đó, đèn báo chìa khóa, động cơ ABS, số mo.
đèn mo đây, đèn pha cốt, rồi là xi nhan. Xe cũng được trang bị nút kích hoạt cái chế độ đèn dừng khẩn cấp ở đây. Các cái phần phím công tắc này thì thật sự là qua những cái sự trải nghiệm của Duy ấy, thì Duy đánh giá cao cái phần phím công tắc, những cái chi tiết nhựa của Honda. Bởi vì tất cả những cái mẫu xe Honda họ đều nghiên cứu và họ làm cái này rất là tốt. Từ cái hình thức thiết kế này cho tới cả cái chất lượng nữa đều rất là ok. Ngoài ra thì Duy cũng phải kể tới cái phần tay côn. Tay côn này nhẹ, cực kỳ nhẹ luôn. Và đương nhiên là cũng sẽ có cái công nghệ hỗ trợ đi kèm, thì Duy sẽ chia sẻ ở cái phần vận hành với các bạn nhé. Vâng, như vậy là chúng ta đã trải qua cái phần mà đánh giá chi tiết những cái trang bị như là cái thiết kế của chiếc CB500X này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với cả cái khả năng vận hành các bạn nhé. Cái khối động cơ của chiếc CB500X 2019 này ấy, đã được mặc dù là bên ngoài các bạn có thể nhìn thấy là về cái phần vỏ máy thì chẳng có gì thay đổi cả, nhưng mà ở bên trong ấy thì các kỹ sư Honda đã tinh chỉnh lại một số những chi tiết giúp cho chiếc xe này có được những cái thông số và những cái khả năng vận hành nó ấn tượng hơn so với cả cái chiếc CB500X 2018. Phần kim phun thì đã được tinh chỉnh lại giúp cho cái lượng nhiên liệu bơm vào buồng đốt xa hơn và mạnh hơn nữa, sinh công tốt hơn. Và cả những cái chi tiết như là cam, cò, suspap các thứ cũng được tinh chỉnh, và các cái chi tiết ở bên trong nữa cũng được tinh chỉnh lại để giảm cái độ ma sát. Tất cả những cái yếu tố đó đã tổng hòa lại khiến cho chiếc CB500X này có được một khối động cơ ngon, phải nói là ngon, có cái sự thay đổi. Cái chỉ số chính xác cho cái khối động cơ này là cái mô men xoắn đã được tăng thêm 4%, và cái số vòng tua máy ấy, khi mà cái mô men xoắn 43 Nm đạt được ấy, nó cũng đã giảm xuống. Đó, giảm xuống 500 vòng trên phút, còn lại là 6.500 vòng, trước đây là 7.000 vòng. Cái khối động cơ 47 mã lực tại 8.500 vòng này ấy, thì chiếc CB500X này Duy nghĩ là sẽ cho chúng ta những cái trải nghiệm rất là ok khi mà đi vận hành trong những cái cung đường xấu. Nói chung là đường trường thì chạy những cái mẫu xe theo cái phong cách adventure như thế này thì đã rất là ngon rồi. Chạy đường trường thoải mái lắm, sướng. Cái tư thế ngồi cũng vậy, lưng cao, xe cao, rồi tay lái cao nữa. Như Duy có chia sẻ đi trong phố ấy, là như kiểu mình đang đi Vios mà nhảy lên đi Range Rover hay bán tải ấy, ngồi nó cao, quan sát tầm mà nhìn rất là sướng. Cái kính chắn gió này cũng vậy, được thiết kế cao. Và cái giảm sóc trước này này, cái giảm sóc trước này được tăng thêm 1 cm, và cái độ nghiêng được tăng 3 độ. Đó, nó cũng là những cái điểm để hỗ trợ chúng ta đi vào những cái cung đường xấu nó tốt hơn. Các bạn có thể cảm nhận ngay khi mà chúng ta ngồi lên trên cái chiếc CB500X này, nó rất là gọn gàng, lanh lẹ và nó nhẹ nhàng nữa. Đó, chính xác là như vậy. Duy muốn nói tiếp tới là cái công nghệ hỗ trợ khi chúng ta vào số hay là xuống số. Đó là cái công nghệ ly hợp chống trượt hai chiều với cái tên là Assist Slipper and Clutch. Cái công nghệ này hỗ trợ chúng ta rất tốt khi mà chúng ta đi những đường trơn trượt, hay là ngay cả khi chúng ta dồn số gấp chẳng hạn. Các bạn có thể thấy là Duy đã trải nghiệm cái chiếc xe này từ sáng đến giờ rồi. Và có một cái điểm Duy cảm thấy, có phải nói là có hai điểm Duy chưa cảm thấy hài lòng ở trên chiếc xe này. Thứ nhất ấy, đó chính là phần gầm. Phần gầm của xe thì ngay cái phần ống xả ra thì chúng ta chưa có một cái phần bỉm gầm, hay anh em có thể gọi là mỏ cầy cũng được. Thì cái phần bỉm gầm và mỏ cầy đó thì mua về thì chắc anh em mình với những cái mẫu xe adventure đi cả đường xấu như này thì chúng ta rất nên trang bị thêm, tránh cái tình trạng đá bắn hay là những cái mô đá cao, mô đất cao va vào cái phần gầm cũng như là cái phần đầu cổ xả ra ấy, nó sẽ gây bị móp méo. Đó, ta có cái đó thì vẫn ngon hơn. Và tiếp theo là cái phần tay lái phía trước này, khi mà chạy với những cái tốc độ khoảng 70 km trở lên và đi những cung đường dài ấy, khoảng 20-30 km ấy, thì Duy có cảm nhận ra là cái phần ghi đông tay lái của chiếc CB500X này
nó vẫn có một cái sự rung nhẹ nhẹ. Còn mẫu xe CB500X này Duy muốn chia sẻ nốt một chút thôi là về cái lượng tiêu thụ nhiên liệu. Khi mà đi với những cái vận tốc ở trong thành phố ấy, đi đường hỗn hợp đi, thì nó sẽ rơi vào khoảng 3 lít trên 100 cây. Còn lại khi mà chúng ta ra đường trường đi với những cái vận tốc nó cao hơn khoảng 70-80 km đều, thì cái lượng tiêu thụ đó nó sẽ rơi xuống còn khoảng 2,1 hoặc 2,2. Đôi khi là những bạn nào mà chạy ngon, chạy tốt là có khi xuống được khoảng 2 lít trên 100 cây đấy. Nói chung là với cái thời buổi hiện tại này, giá xăng thì cứ ngày một tăng, cứ ngày tăng nghìn, ngày tăng hơn nghìn như thế này, thì đúng là cái khối động cơ của chiếc CB500X này cho chúng ta một cái con số cũng có thể gọi là đôi chút ấn tượng. Khi mà các bạn di chuyển cái chiếc CB500X này lên tới những cái tốc độ cao khoảng 80 km/h, thì các bạn thấy rất rõ rằng là những cái đường nét thiết kế, những cái hốc khí động học ở hai bên dàn yếm ở phần đầu của chiếc CB500X này, nó phát huy rất tốt cái đường nét thiết kế, cũng như là cái việc các cái hốc hút gió này được bố trí đó. Nó ép và nó giữ cho cái xe này rất là ổn định, mặc dù trọng tâm của cái xe này không hề thấp một chút nào. Cái chiều cao yên như các bạn đã biết đó, 830mm và khoảng tăng ngập của 180mm luôn. Duy sẽ thử một cái này cho các bạn xem. Đây, Duy đang đi ở số 5. Thật sự là máy rất tròn luôn. Số 4 về rất mượt phải không ạ? Đi vận tốc khoảng 30, 28, 29 này, Duy ga lên này. Moment xoắn được cải thiện đấy, cho nên là cái lực kéo của xe đã tốt hơn. Và trong những cái nước ga đầu ấy, thì chiếc CB500X này đã bắt đầu xuất hiện được cái sự hỗn lực kéo tốt hơn thế trước khá đấy ạ. Các bạn có thể thấy không, dù đi với cả mọi cái giải vận tốc hay là dù đi với tất cả các vòng số khác nhau ấy, thì chiếc CB500X này quả thực là cái máy rất là tròn. Máy cực kỳ tròn luôn. Vâng. Vậy là quý vị và các bạn đã cùng Bảo Duy đi đánh giá này, rồi là đi trải nghiệm cái chiếc Honda CB500X này. Màu trắng mà Duy đang có ở đây thì hiện tại đang không được Honda phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam, chỉ có màu đỏ đen và màu đỏ đen bạc mà thôi. Với cái giá bán là 187.990.000 đồng, hay anh em mình có thể nói tròn với nhau là 188 triệu. Vậy anh em quý vị các bạn thấy chiếc xe CB500X 2019 này thế nào ạ? Mọi người hãy nhớ comment ngay phía dưới video nhé. Và cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh YouTube của Auto Elite để chúng ta cùng nhau chia sẻ thảo luận nhiều hơn về một mẫu xe tại thị trường Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại.